Đấy thì ví dụ như đây cũng là một câu chuyện của đại gia Đoàn Ngọc Hải, đại gia từ thiện Đoàn Ngọc Hải, cũng là một cái câu chuyện chúng ta đáng phải bàn. Ví dụ như là ông Đoàn Ngọc Hải này, ông làm từ thiện quan tài rồi làm từ thiện các kiểu đấy, thì anh em có ý kiến gì về cái việc ông ấy làm từ thiện này không? Đấy, mọi người nhìn rõ chứ. Không, ở đó không rõ đâu, nhìn không thấy đâu. Ở xíu à. Quay ngang lại. Rõ chưa? Rồi, đó là rõ rồi, nhưng mà đọc phải đọc được rồi. Đấy, đại loại là câu là nhật ký hành trình vì đồng bào chỉ gạo trứng sữa. Đây, kính gửi bà con cô bác, sau 2 tuần chở thịt cho bà con nghèo, tôi sẽ có sự thay đổi. Đầu từ ngày mai tôi chỉ chở trứng gà, trứng vịt cho bà con nghèo. Lý do chở thịt tôi thấy khó chịu trong lòng vì tôi theo đạo Phật. Cơm ăn với trứng chiên chấm nước mắm cũng rất ngon và đủ chất. Mỗi hộ gia đình sẽ nhận được 40 quả trứng. Cảm ơn. Là 40 con vịt thật, 40 con gà. Theo Lan Hoàng nhận xét đó, thì cái vấn đề không, cái đấy là mình cũng thuyết âm mưu thôi, chứ gà công nghiệp thì nó cũng chả có cái sự sống đâu, mình thuyết âm mưu thôi. Thế nhưng mà đại loại là ông phải dựa vào cái đạo Phật để làm gì, đúng không? Mà hai nữa là thực ra thì ông đây là một cái nhỏ mà luôn luôn những cái sở ra tút của ông có một lượng lớn cộng đồng vào nhắc nhở rồi khuyên bảo, rồi có người thì người ta chửi. Những cái việc làm của ông nó giảm đơn cử như là so sánh, đã từng có lần Nam Hoàng so sánh là ông ấy, khi mà còn đương chức thì ông ấy dẹp và vỉa hè có những người đỗ xe vô tình hay hữu ý gì, ông làm thẳng căng không cần phải giải thích, mà một cái lượng phóng viên lớn đi để chạy theo ông ấy. Thế rồi đến khi mà ông đi làm từ thiện ấy, thì ông chở dứa từ vùng về, ông đứng giữa đường ông ấy bán, đúng không nào? Thì có phải là một người biết luật mà phạm luật không, đúng không? Hay là ông ấy tự cho cái quyền của ông ấy là ông ấy, nếu mà không vừa lòng là ông ấy sẽ tố cáo trên mạng, gọi là viết thỉnh nguyện thư gửi cho lãnh đạo, nhưng gửi bằng Facebook. Thì cũng đã bao lần mình nói rồi, lãnh đạo Việt Nam không chơi mạng xã hội, họ có chỉ họ cái mạng nội tại của Việt Nam như Zalo hay là Lotus đó, họ để họ liên lạc với gia đình thôi, chứ họ không có chơi mạng Facebook. Những người mà cán bộ cấp cao đương chức là không có chơi Facebook, chỉ trừ những gọi là những cái vị mà dân biểu hay là đại biểu quốc hội ấy, thì người ta có để lắng nghe ý kiến của người dân, chứ còn những lãnh đạo ấy, thì người ta duyệt và xét bằng văn bản, chứ người ta không có phải là lên Facebook để người ta tìm hiểu ý kiến dân như thế này thế kia. Đấy, những người đấy là mình khẳng định là không chơi Facebook. Đấy, mời anh em chia sẻ về cái nhân vật Đoàn Ngọc Hải, và sau đó là những có như Việt Hương rồi là những gì đó, rồi là những quan tài quan tiếc gì mà ông đang làm, liệu nó có thiết thực hay không? Mời mọi người, chứ mời Thân phát biểu trước xem nào. Cái vụ của cụ Hải này thì em cũng về mấy cái chuyện mà từ thiện á thì em cũng không có quan tâm lắm đâu. Cái chuyện mà ai làm được cái việc tốt á thì là tốt thôi, bản thân mình làm không được á thì mình cũng không có đi sâu về cái vấn đề đó. Nhưng mà có một cái điểm mà em muốn nói cái vụ mà ông Đoàn Ngọc Hải này á là ở những cái bài mà cái của ông Hải chia sẻ là em chỉ đọc các cái comment ở phía dưới thôi, và đặc biệt là những cái comment ở phía trong những cái bài mà ông Hải đăng á thì nó sặc mùi của cái bọn ba que kia. Tại vì á, ví dụ khi đi vào các những cái trang là như là Tân Thái hoặc Benny Trương hoặc Lam Sơn hoặc Kỷ Niệm là những cái comment cái kiểu đại ý như thế, câu từ có thể khác một vài từ nhưng mà kiểu đại ý như thế là vào đọc trong những cái bài của ông Hải đăng á, là có như vậy. Rất nhiều cái comment với cái ý là chỉ trích chính quyền, các cái cơ quan các cấp, chỉ trích đảng, chỉ trích nhà nước là những cái sai lầm, và ca ngợi ông Hải là Phật sống, là người vì dân vân vân và vân vân. Nói chung là tất cả những cái mỹ từ mà có thể là có của cái tiếng Việt đó, thì đều dành cho ông Hải, và những cái từ mà thô thiển nhất đó, thì dành cho chính quyền các cấp cũng như là dành cho đảng và nhà nước. thì đó là một cái điểm mà em không có hài lòng, em không có đồng ý. Thì bất kể cái hành vi từ thiện đó của anh là vì cái mục đích gì, cái việc từ thiện đó, đầu tiên phải là xác định á, là đi làm việc thiện, cái việc tốt có ích cho người khác bằng cái tấm lòng bao dung độ lượng của mình, thương người như thể thương thân. Nhưng mà khi anh làm cái việc đó xong, anh công bố để cho mọi người biết, thì mọi người lại quay sang chửi một cái đảng, một cái chính đảng, một cái nhà nước, một cơ quan, một cái đoàn thể. Thì như vậy anh với cái tấm lòng lương thiện của anh thì anh phải nên đóng góp ý kiến cho những cái comment đó. Thấy người ta comment như vậy, chửi người khác như vậy, từ cái hành động làm việc thiện của mình mà người khác lại đi chửi một cái cơ quan, một cái tổ chức, thậm chí chửi cả đảng, chửi cả nhà nước của chúng ta, thì tại sao anh, một con người có tấm lòng như vậy, tại sao anh không có khuyên nhủ những cái comment đó là sai trái, là phiến diện, là còn thiếu hiểu biết? Tại sao anh không giải thích cho người ta? Đấy, và không phải là anh không có thời gian. Những cái comment mà khen anh ta là Phật sống, là người có tâm lòng lương thiện vì nhân dân á, thì có hồi đáp, có trả lời. Đấy, tức là ở đây là em không có nói là tại sao là có thời gian hay không có thời gian, nhưng mà những cái comment mà có những cái ý tốt và ca ngợi ông ta á, thì được ông ta hồi đáp trả lời bằng từ cảm ơn chẳng hạn. Nhưng mà những cái ý kiến sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ cái người khác, cái tổ chức khác, thì không có thấy anh ta là chấn chỉnh hay nhắc nhở như thế nào cả. Thì đó là một cái điều em rất là nghi vấn đó. Em đặt cái câu hỏi là tại sao như vậy. Mời anh Nam Phong thêm đi. Mình đồng quan điểm với Thân về cái vấn đề này. Cái vấn đề mà comment và cái phản ứng của ông Hải, cứ cho là chúng ta không có thời gian, ông Đoàn Ngọc Hải không có thời gian trả lời, cứ cho là vậy đi ha. Thì ông Đoàn Ngọc Hải chỉ cần một cái bài hoặc một cái status khoảng chừng vài chục từ thôi là đủ rồi, viết lên trang, lên tường nhà mình. Đề nghị các anh chị em comment văn hóa và hiểu đúng về cái chủ trương chính sách của đảng nhà nước đang làm cho nhân dân trong cái mùa dịch này. Và các anh chị em không nên comment kích động, chia rẽ đó, vài chục từ thôi, và nhắc nhở những cái người như vậy vô tường nhà mình comment. Thì ngay mình đây mình sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về ông Hải. Chính xác này. Bởi vì ông Hải là cái người hợp lệ. Ổng là một cái người từng là cán bộ, phó chủ tịch, đúng không, của quận, chứ không phải nhỏ đâu. Và hiện tại chắc chắn rằng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn là đảng viên, cho dù nghỉ thì vẫn là đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn sống dưới cái chế độ cộng sản đó. Chứ ông không có đi đâu hết. Cho nên những cái việc mà nói xấu đảng, nói xấu chế độ, thì mình không có thời gian trả lời từng comment, thì mình viết một cái status đề nghị những anh chị em vô tường đó phải như vậy đó. Thì nó hay lắm, thật sự mà nó rất hay. Và cái việc làm của ông Hải sẽ được nhiều người ủng hộ, thay vì có rất nhiều người phản ứng. Ủng hộ thì có, thì người ta thấy làm điều thiện cho người dân thì người ta ủng hộ thôi, cái cảm tính mà. Nhưng mà những cái người có cái nhìn sâu sắc hơn, họ sẽ phản ứng, chắc chắn họ sẽ phản ứng. Mình lướt qua những cái bài của ông Hải thì mình sẽ thấy rất nhiều cái người họ phản ứng, thậm chí là phản ứng gay gắt. Thì cái chuyện mà nó cái mục đích làm từ thiện á, thì thật sự ban đầu cái chữ từ thiện nó phải xuất phát từ cái tâm ban đầu. Nhưng mà bây giờ qua những cái sự việc đã được bóc tách, thì chúng ta thấy cái việc từ thiện bây giờ nó xuất phát từ nhiều thứ, chứ không phải từ cái tâm nữa. Có thể làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, có thể làm từ thiện để mưu đồ chính trị, đúng không? Có thể làm từ thiện để cái mưu đồ về trục lợi. Chào Thơ Khánh. Đó, chúng ta thấy rồi, không phải là tự nhiên mà chúng ta nói ra cái vấn đề này. Bởi vì cái mục đích làm từ thiện bây giờ nó biến tướng rất là nhiều, nó biến tướng và được được cộng đồng mạng rồi báo chí rồi người ta đã bóc tách ra cái thời gian gần đây cái việc làm từ nó vô cùng gọi là bát nháo, mình dùng từ bát nháo. Chào Tư Khánh nha, người làm từ thiện. Lam Phong cho mình đưa ra, Lam Phong đưa cho mình một cái ý này nữa để cho mọi người mổ xẻ này. Lan Hoàng cảm giác mà như là tổng hợp lại các cái nhóm từ thiện lại mà nó có liên kết với ông Đoàn Ngọc Hải với cả nhà báo Hai Mặt rồi là những ca sĩ ấy, thì mình cảm giác nó như là những cái mảnh ghép của logo ấy, nếu khi mà chắp ghép lại thì nó thành một cái gì nó đáng sợ lắm. Ví dụ như cái việc mà thiếu máy thở này, người nhóm thì kêu thiếu máy thở đi huy động từ thiện để mua máy thở này, người thì huy động từ thiện để mua quan tài này, người thì huy động để mua oxy này. Nếu mà tổng thể ghép lại những cái mảnh ghép logo đó thì như là Việt Nam nó là một cái gì đáng sợ, là khủng khiếp lắm, như là đại dịch này, nó đang như là một, còn hơn cả một cái nước Mỹ về cái con số đại dịch rồi là người chết rồi này kia đấy. Mình có một cái ý đấy để mọi người mổ xẻ. Mình cũng thêm chút xíu này, cái gợi ý của Lan Hoàng thì thật sự đúng là như vậy. Nếu chúng ta ngồi chúng ta đúc kết lại những cái việc làm từ thiện và những cái kêu gọi mà nó có liên quan á, thì nó sẽ mà cho trong ra cái này cũng bổ sung thêm ý nữa cho nó tròn cái gợi ý của Lan Hoàng, là trong những cái ý đấy là tự phát những cái nhóm đấy nêu lên, chứ còn chính thức các cơ quan đoàn thể và bệnh viện chưa có một cái nơi nào lên tiếng là thiếu máy thở hay thiếu oxy hay là đúng rồi cơ quan chính thống và bệnh viện của nhà nước đấy. Cho nên là thì anh em mổ xẻ là cho nói những cái làm nhận xét, mình đang nói những cái nhóm từ thiện tự phát này. Mời cả nhà uống trà nhá, rồi uống đi. Khi mà chúng ta tổng hợp lại là chúng ta sẽ thấy nó là một cái bức tranh, một cái đất nước Việt Nam trong cái thời đại dịch mà nó u ám, thậm chí là đen tối tăm luôn, là không có giống như là không lối thoát vậy đó. Khi mà chúng ta coi những cái chia sẻ bằng clip, bằng hình ảnh, bằng những cái dòng status của những cái người làm từ thiện tự phát này đó, thì chúng ta thấy nó nổi lên đất nước Việt Nam một cái bức tranh phải nói là thê thảm, đúng không? Kẻ thì nói không có máy thở, kẻ thì phải đi vận động hòm, bởi vì qua thành phố Hồ Chí Minh không còn hòm, cháy hòm đó. Thì chúng ta thấy cái bức tranh nó giống như là giống như là thảm họa của cái gì, giống như đại chiến thế giới thứ ba đang xảy ra ở đất nước Việt Nam. Nghe nó thê thảm lắm, mà trong khi mình là cái người dân đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phát cũng đang sống ở đây, và mọi chuyện chúng ta vẫn làm rất là tốt, rất là yên ổn và nằm trong cái tầm kiểm soát của chính quyền. Thì rõ ràng chúng ta thấy ông xã gọi vào phòng làm xong bài rồi gọi vào phòng trả bài gì mà đi đâu giờ còn vào chào lại. Sẵn đây thì mình thôi bây giờ mình chia sẻ tới đó đi, rồi Tấn Phát chia sẻ tiếp rồi mình tiếp lời, chia sẻ tiếp đi mỗi người một chút rồi tiếp lời. Em thì em có suy nghĩ như thế này là ông Đoàn Ngọc Hải hay là bất cứ một nghệ sĩ nào á, cái việc đầu tiên là phải xác định bản thân mình là cái gì trên cái cộng đồng này. Mình phải xác định như vậy, mình là một nghệ sĩ hay là mình là một đảng viên, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái Facebook của mình á, nó không chỉ là trong hộ gia đình hay là một vài cá nhân, mà nó có sức lan tỏa cộng đồng rất là cao. Nó lan tỏa cộng đồng kinh khủng khiếp luôn. Rất nhiều người sẽ vào xem, vào coi bất cứ một cái chuyển động nào, những comment nào trong cái bài của mình. Thì khi mình đã xác định như vậy, mình nhận định như vậy, thì mình phải biết cái ý thức trong cái cách mà mình viết status, hay là mình đăng hình ảnh, quay phim, hoặc là thậm chí là mình quay video để PR cho cái chiến dịch từ thiện của mình. Em thì em không có cấm cái chuyện mà PR từ thiện nha mấy anh. Em nghĩ em không có cấm. Bởi vì nếu như thực sự tiền của họ bỏ ra, họ làm từ thiện thì họ được quyền PR. Nhưng em có một cái điều thắc mắc như thế này nè. Nếu như mình PR từ thiện á, giống như cái clip mà nghệ sĩ Việt Hương đăng lên á, tại sao cô ấy lại khui mấy cái quan tài ra, cô ấy lại chiếu lên chi vậy? cô ấy tháo nắp quan tài ra, xong cô ấy lại chiếu lên, quay lên cái những cái đó rồi quay vào cái những cái xe cứu thương, là mục đích làm cái gì ạ? Cô ấy có thể chỉ cần đơn giản thông báo là cô ấy có vận động cái gì đó trên mạng, cô ấy cần gì mà phải lấy máy quay rồi chĩa quay vào chi tiết những cái điều A, điều B, điều C đó rồi sau đó đăng lên trên mạng xã hội. Em thấy cái điều đó là không tốt. Nó ảnh hưởng rất là nguy hiểm cho cái dòng thông tin của xã hội. Bây giờ như em hay bất cứ một người nào khác vô tình mà vào trong cái mạng xã hội của nghệ sĩ Việt Hương, cứ thấy đăng lên như vậy, đăng lên những cái áo quan như vậy, thì em hỏi là mấy anh chị coi là cái sự náo động như thế nào, cái sự mệt mỏi hay là cái sự lo sợ của chúng ta sẽ gia tăng như thế nào. Ví dụ như em này, chẳng hạn như em nè, là Bùi Tùng, em đăng cái đó lên, em đi từ thiện, em đăng cái đó lên, em đảm bảo với chị luôn á, em đảm bảo với các anh chị là không có ai để ý nhiều, không ai coi. Tại sao? Tại vì Bùi Tùng là cái gì? Bùi Tùng chả là cái đinh gì hết, Bùi Tùng chả là cái đinh rỉ gì hết. Nhưng mà nghệ sĩ Việt Hương hay là ông Đoàn Ngọc Hải hay là những cái người nổi tiếng khác, thì bất cứ một cái bức hình nào đăng lên trên mạng xã hội, cái sự lan tỏa, cái tính chất của cái hình ảnh nó cực kỳ là nguy hiểm. Nó đúng nó sai gì không biết, nhưng mà nó lan tỏa rất là nhanh, rất là ghê. Mà các anh chị cũng biết văn hóa Á Đông của chúng ta, mà người Việt Nam của chúng ta mà coi những cái hình ảnh đó thì chúng ta sợ như thế nào. Đặc biệt là những người cao tuổi, người ta coi người ta sợ như thế nào, và trong đầu người ta sẽ nghĩ gì về cái đại dịch này. Em nghĩ là những người nổi tiếng, những cái người mà có chức vị trong xã hội, hay là những cái người làm về giải trí, các anh chị phải nhìn lại về bản thân mình, giá trị thật sự của bản thân mình như thế nào. Các anh chị phải có cái sự điều chỉnh trong cái việc viết status nè, hay là hình ảnh nè, hay là đăng PR, bất cứ một cái điều gì đó. Các anh chị được quyền, em nghĩ là vẫn được quyền là nếu đi làm từ thiện vẫn được quyền quảng cáo, nhưng mà quảng cáo ở đây, chứ không phải là chúng ta làm cho cái thông tin đó càng ngày càng bi kịch lên. Em không có đồng tình với cái chuyện đó. Rồi có một cái nghệ sĩ nào ở trong thành phố Hồ Chí Minh lại bảo là bây giờ áo quan cháy hàng. Chị nói cháy là sao? Cháy là bây giờ là coi như ở đâu cũng không có hả? Chị nói như vậy mà chị nói được, mà chị lấy căn cứ gì chị lên mạng chị nói? Em không có chấp nhận một cái nghệ sĩ mà lên nói như vậy. Rồi chị ấy còn nói một cái câu này nữa nè, chị ấy nói một cái câu này nữa mà em tức lắm. Nếu như gia đình nào chưa có điều kiện hãy đăng ký đi. Ủa, đăng ký cái gì? Cái thứ đó có thể là mua sắm hay sao mà mấy anh chị bảo là bây giờ đi đăng ký đi làm sao? Mà mấy anh chị là người lớn rồi, mấy anh chị là nghệ sĩ mà mấy anh chị lên livestream mà nói như vậy mà nói được. Cái thứ đó mà có thể gọi là đi đăng ký. Em nói thật chứ không hiểu nổi là về cái văn hóa ứng xử của các nghệ sĩ như thế nào. Điều quá là đáng sợ luôn. Các anh chị có thể giúp ích cho nhà nước, nhưng mà các anh chị phải hiểu rằng các anh chị từ tâm vào cái lĩnh vực gì, cái điều gì là thiết thực cho cái xã hội này. Ví dụ như em nói, nếu các anh chị mua quà nè, mua bánh, mua gạo, hay là mua lương thực hỗ trợ cho các cái khu dân cư, em cũng không có dám đánh giá. Điều đó rất là tốt. Còn các anh chị bây giờ các anh chị lại bảo là đi khuyên góp quan tài, khuyên góp những cái đó làm sao? Em thấy cực kỳ là vô bổ và gọi là mất văn hóa. Em nói thật đó là mất văn hóa. Mà trong khi là mà bây giờ khó xử ấy nhỉ. Mà nhà nước đã hỗ trợ quan tài, bây giờ lấy quan tài bên ngoài thì lại trừ ra trừ vào thế nào? Thì em mới nói như vậy, nên là chính phủ đã nói là tất cả những cái vấn đề hậu sự của cái người bị Covid là chính phủ đã lo từ A đến Z rồi. Vậy thì dụng ý của các anh chị kêu gọi khuyên góp những cái thứ đó là dụng ý là cái gì? Muốn đặt câu hỏi dụng ý là cái gì? PR là cái gì? Quảng cáo là cái gì? Ở những cái chuyện như vậy mà các anh chị lại cứ bô lên mạng hàng ngày hàng giờ. Rồi thêm có một cái nghệ sĩ gì nói là cái gì khuyên góp ống thở gì đó, em không biết là khuyên góp máy thở gì đó, mà lên mạng bảo là tôi vì hơi thở của người dân Việt Nam. Trời đất ơi, có ai mà dám nói là bây giờ không đã y tế gì, người ta bây giờ chưa có cái chuyện mà thiếu máy thở mà chị dám nói là vì hơi thở à? Chị nói như vậy chẳng khác nào là chị đánh đồng nói rằng bây giờ là Bộ Y tế hết máy thở, các bệnh viện bây giờ thiếu trang bị y tế. Các anh chị nói, các anh chị phải biết rằng một cái câu nói của anh chị dù là trực tiếp hay là gián tiếp nó ảnh hưởng rất là ghê gớm, chứ không phải là chị thích thì nói chơi cho vui hay là làm cái gì đó. Bùi Tùng nói thì cho Nam Hoàng nói một chút này, về những cái nghệ sĩ làm từ thiện ấy, mình có thấy hai cái nhân vật cực kỳ là xuất sắc về cái việc làm từ thiện. Họ cũng thường cập nhật cái thông tin cho mọi người, nhưng họ chỉ đơn giản là chụp họ đang làm cái việc này, như là anh Quyền Linh và chị Phương Thanh ấy. Mình thấy cực kỳ tuyệt vời. Biết là anh Lan Hoàng muốn nói ai luôn. Là người ta đăng trạng thái lên, nhưng người ta đăng là hôm nay em đi chỗ này, mai em sẽ đi chỗ kia, thì để cho những người chỗ kia biết mà mai chuẩn bị nhận đồ này, rồi những mạnh thường quân biết là mai sẽ đến những nơi này nữa. Người ta chỉ cần cập nhật đơn giản thế thôi, chứ đâu vào là như Bùi Tùng nói là cái quan tài này thế kia thì thực ra cái quan tài, cái mùa dịch này nó quan trọng là ở bên trong người ta khâm liệm bằng cái đồ gì để nó bảo đảm được cái việc khỏi dò dỉ cái virus ra, virus ra ngoài thôi, chứ còn nong nanh hay các thứ thì nó cũng chả có tác dụng vì chúng ta đem đi thiêu, đúng không nào? Chứ không phải đem đi chôn thì chúng ta lại bốc lại, thì chúng ta mới cần phải khâm niệm nó một cái cách nó thế này. Nhưng bây giờ nó chỉ cái quan trọng nhất là làm sao được khỏi phát tán ra không khí virus, đúng không ạ? Thì mình trong những cái nghệ sĩ, và còn bổ sung thêm cho mọi người một cái này nữa này, tự nhiên bây giờ cái vaccine thì tiêm cho ai cũng là tiêm, đúng không nào? Bất cả người công nhân cũng là dân. Nhưng cái sóng thần 3 của ông Huỳnh Uy Dũng ấy, thì công nhân ở đó là ông ấy tổ chức, đáng lẽ là chính quyền phải tổ chức, ông tổ chức, ông bao kinh phí thì đến tiêm. Thì tự nhiên bây giờ cái cánh nghệ sĩ là nói là nghệ sĩ ý nói là bây giờ như kiểu như là kẻ thù của nhân dân Việt Nam vì họ được tiêm. Chứ bây giờ những người công nhân khác họ cũng tiêm, mà đây họ được tiêm nhưng lại được công ty Đại Nam người ta tài trợ về cái khoản đi lại, rồi là cơ sở vật chất, rồi là mọi cái chi phí phát sinh người ta tài trợ hết. Thì những người công nhân người ta có tội gì mà cái phía nghệ sĩ đang đánh nói là về cái chuyện là những người công nhân đấy là lấy vaccine của nhà nước, kiểu như là đại loại là bây giờ những người đấy kiểu như là cái gai trong mắt những người nghệ sĩ. Thì Đàm Vĩnh Hưng mới nên là tại sao nghệ sĩ này không được ưu tiên tiêm vaccine đấy. Đấy, trong đó thì có những cái bình luận rồi những cái nói về kiểu như là cái công ty Đại Nam mà tổ chức tiêm cho công nhân. Rồi mời mọi người về cái này thì em có cái nhìn nhận như vậy nè. Nói tóm lại á là cái việc đi làm từ thiện thì hai cái nghệ sĩ mà anh Lan Hoàng vừa nhắc đó thì em theo dõi từ đầu tới giờ luôn rồi, thì là thấy cái việc làm của người ta là ý nghĩa, và người ta không có đao to búa lớn, không có gây ra bất cứ là bất cứ cái chuyện gì gọi là lùm xùm hoặc là scandal hay gì đó. Nói lại là người ta âm thầm làm và làm rất là hiệu quả. Còn đối với cái công tác mà trong cái công tác phòng chống dịch này á, thì có rất là nhiều cái lời ca thán. Và theo em thiết nghĩ bây giờ á, cái mà việc làm có ích nhất tới tất cả mọi người dân á, kể cả là nghệ sĩ hoặc là những cái nhà trí thức, bác sĩ, y bác sĩ hay cái gì đó, là cái điều đầu tiên là chấp hành nghiêm cái chỉ thị 16 của chính phủ, là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta nên chia sẻ những cái gương người tốt, việc tốt, những cái sáng kiến, những cái việc làm tích cực, những cái tích cực nhất để làm cho cái tâm trạng của nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở trong cái khu vực cách ly phong tỏa, họ có cái tinh thần thoải mái, lạc quan, yêu đời. Đó là một cái yếu tố giúp cho vượt qua cái bệnh là một cách rất là khoa học, có khoa học chứ không phải là không. Thì cái việc tâm lý của con người á, nó sẽ quyết định là tới tốt hoặc là xấu cái quá trình mà những người nhiễm bệnh. Và khi anh trong cái giai đoạn này anh càng chia sẻ những cái tiêu cực thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến người dân, tạo cái tâm lý hoang mang, lo sợ, hoảng loạn đó. Cái bước cuối cùng ban đầu là hoang mang lo sợ, sau đó tới cái bước mà hoảng loạn thì sẽ mất kiểm soát đấy. Và có một cái điều mà em thật sự là không có muốn nói cái tí nào, nhưng mà giờ ví dụ như là không nói thì không được. Ví dụ như chúng ta tưởng tượng một ngày nào đó cái lực lượng tuyến đầu như là bác sĩ, y tá, công an, quân đội, những người đó mà nằm xuống thì còn ai lo cho những người dân nữa đấy. Cho nên là khi không giúp gì được á, thì chúng ta hãy lan tỏa bằng những cái tình yêu thương, bằng những cái việc làm có ích, bằng những cái lời cổ vũ động viên tinh thần, bằng cái lời ca tiếng hát gì đó cũng được, để qua các cái phương tiện để làm cho mọi người á, phấn chấn lên, phấn khởi lên. Cái tinh thần càng cao á, thì vượt qua càng dễ dàng. Đối với cái dịch bệnh này nó nguy hiểm thì nó thật sự là rất là nguy hiểm. Thì cái đầu tiên là chấp hành chỉ thị 16. Cái thứ hai là chúng ta có cái lối sống lành mạnh, lạc quan, yêu đời đấy, thì cái dịch bệnh nó sẽ giảm đi cái phần nào đó cái sự nguy hiểm. Đó là cái việc đó là đảng, nhà nước chúng ta đã làm rồi bằng rất là nhiều cách rồi. đó. Thậm chí những cái đội ngũ mà y tá bác sĩ á, bắt nhịp cho những cái người bệnh nhân F1, F0 này kia á, ở trong cái khu cách ly á, để cùng hát lên những cái bài hát là những cái bản hùng ca của đất nước rất là hoành tráng, thì tạo cho cái người ta cái tinh thần phấn khởi, phấn chấn, quyết chí tiến lên, thì cái bệnh nó sẽ được tiêu trừ. Đó là một cái cách làm hợp lý nhất, chứ không phải bây giờ là cái thời điểm chúng ta đi ca thán là bây giờ là quan tài là cháy hàng, hoặc là người chết nó khủng khiếp lắm rồi, quá tải vân vân và vân vân. Cái việc làm đó cho dù là các anh với mục đích gì, nhưng mà thôi, cái câu kết ở tất cả những cái hành động đó của các anh đều nói là rất là thương yêu người dân, thương lắm, nhưng mà những cái hành động, cách làm đó của các anh đang vô tình đẩy người dân vào cái con đường của sự tận cùng, chứ không phải là đang thương đâu, đang giúp đỡ đâu đó. Cái thương bây giờ là kêu bằng cái uy tín, bằng cái sự mến mộ của người dân đối với các anh. Các anh cất lên cái tiếng nói kêu gọi người dân nêu cao cái tinh thần ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm cái chỉ thị 16 đó, và sống lạc quan yêu đời. Như vậy á, đó mới là cái thương chân chính, cái thương đúng nghĩa của nó, chứ không phải thương bằng những cái cách là quay ra các cái đoạn, đưa lên các cái đoạn clip mà những người là chống đối với lực lượng chức năng, chống bằng để mà tìm mọi cách mà thông chốt vân vân và vân vân. Đấy, thì theo tiếp nghĩ của em á, là như vậy. Trong cái giai đoạn này là cái nào mà vui tươi, là làm cho cái tinh thần người dân người ta lạc quan lên á, và nêu cao được cái ý thức trách nhiệm của bản thân mỗi người đối với gia đình, đối với xã hội, thì đó là một cái điều có ích nhất, và đó mới là những người thương dân thật sự, chứ không phải là ca thán đưa lên những cái hình ảnh như anh em nãy giờ vừa mới nêu ra, như Bùi Tùng, anh Nam Phong vừa nêu ra như vậy. Đó là những cái tạo ra những cái nguồn năng lượng tiêu cực cho cái xã hội. Thì khi mà một xã hội cái tiêu cực nó bao trùm thì tinh thần sẽ đi xuống, mà tinh thần đi xuống thì sẽ xảy ra rất là nhiều cái hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta không lường trước được. Thì em hy vọng là trong cái thời gian tới á, một á, là người dân á, nêu cao hơn nữa, chấp hành nghiêm hơn nữa cái chỉ thị 16. Chúng ta phải xác định là thắt lưng buộc bụng cùng chính phủ trong cái giai đoạn khó khăn này. Cái thứ hai nữa là những cái thành phần mà bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc trong cái quá trình mà chúng ta đang chống dịch như thế này á, thì cần được xử lý nghiêm túc hơn nữa. Ví dụ như là kể cả như cái lực lượng mà nghệ sĩ và các cái lực lượng khác, cần thiết là chúng ta phải nhắc nhở ngay. Đấy, chưa đến mức xử lý thì cần phải nhắc nhở ngay, chứ không có để như vậy tạo ra cái năng lượng tiêu cực ở trong xã hội càng nhiều á, thì cái mức độ nguy hiểm của chúng ta càng tăng lên. Đó, và cái công tác chống dịch của chúng ta ngày càng khó khăn là như vậy. Rồi em xin hết, mời mấy anh em khác chia sẻ. Xin nêu cái quan điểm của bản thân mình như vậy nè. Cái dịch này á, thì không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đang đối mặt với nó. Không biết là các cái nước khác nó có cái đám gọi là ba que không, nhưng mà ở Việt Nam thì rõ ràng những cái kẻ này á, chống phá này á, nó phóng đại cái tình hình dịch Covid. Thì chúng ta thấy rồi, nó phóng đại giống như là thê lương, thê thảm nó. Việt Nam giờ là thảm lắm rồi, mà không thì bản chất tụi nó là vậy rồi, thì mình biết không có thì nó nói cho có. Nhưng mà ở đây mình băn khoăn một cái điều, đó là nó lại được cái sự gọi là hà hơi tiếp sức vô tình hay là cố tình của một số cá nhân có cái tiếng nói, có sức ảnh hưởng đối với xã hội. Đó. Cụ thể là mình có nghe hai cái đoạn studio, mình cứ xem gọi là video đâu, nghe thôi, thì được xác định là của, một là của Việt Hương, nghệ sĩ hài Việt Hương, hai là của Trang Khàng, đó, một cái cựu người mẫu. Thì bây giờ cái đoạn hội thoại của Việt Hương, cái đoạn chia sẻ trên Facebook của Việt Hương là Việt Hương nói đến một cái người nghèo ở đâu không biết, gọi nhắn tin hay gọi cho cái người mà phụ tá của Việt Hương, trợ lý gì đó, nói là bây giờ là đói lắm rồi, đói đến mức độ mà giờ bắt được con gì là ăn con đó, mà bình thường là không dám ăn đâu, nhưng mà bắt được con gì là ăn con đó luôn, nó đói đến mức độ đó luôn rồi đó. Thì mình về cái câu mà Việt Hương chia sẻ này thì mình xin có một vài ý như này nè. Thứ nhất là ở cái thế kỷ 21 này thì cái chuyện ở Việt Nam mà xảy ra cái chuyện đó là hết sức vô lý, hầu như là không thể nha các bạn. Việt Nam từng xảy ra cái tình trạng đó từ năm 1945, mà khi chúng ta đó, một cổ mà tới 3 chồng phát xít Nhật, thực dân Pháp và quân tử Ý Thanh nó vô nó vơ vét, thì chúng ta đói đó, người dân Việt Nam đói mức độ đó thì có. Còn bây giờ ở cái thế kỷ 21 này mà nói cái câu chuyện mà đói mà con gì cũng bắt được con gì là ăn con đó, mà thậm chí những cái con nó không dám ăn cũng phải ăn, và đó là một cái việc vấn đề này thật sự là nhà phố thì có con gì bắt được thì bây giờ mình mới đặt cái câu hỏi nè. Vậy thì đúng không, Việt Hương phải xác minh cái người đó ở đâu, đúng không, và cái sự việc họ đói đến mức độ đó thì đúng hay sai. Cái đầu tiên phải xác minh, bởi vì mình làm từ thiện, mình muốn giúp người nghèo thì mình phải xác minh là họ nghèo, phải thực sự nghèo hay không mình cho, đúng không? Thì cái việc đầu tiên của cái người làm từ thiện là phải xác minh, chứ không phải ai cũng cho hết á. Bởi vì thật sự những cái gì mà chúng ta nói, những cái người mình chia sẻ trên Facebook này, có nhiều người họ lương lẹo lắm, chứ không phải nói dân là họ thật thà đâu. Chúng ta từng thấy vừa rồi xử lý cái ông ở dưới Bình Chánh đó, được nhận 1,5 triệu mà lên viết trên Face là giờ không có được nhận thì có đòi được không, là bị xử lý, bị phạt đó. Hoặc là một cái ông gọi là trong nhà thì quá trời là quà, gọi là cứu trợ chắc cả gần cả một đống đó, mà cũng lên Face viết là đói quá không ai cho. Thì rõ ràng chúng ta đâu phải cái gì nhân dân họ nói được tin. Dân thì cũng là người là tốt đó, nhưng mà trong đó cũng có nhiều người họ lương lẹo lắm, thật sự mà nói họ lương lẹo. Thì cái việc đầu tiên Việt Hương phải xác minh đó, xác minh phải có thật hay không, đúng không? Rồi khi mà xác minh được thì Việt Hương làm xong đi rồi chia sẻ. Cái đại này đằng này chưa có biết gì hết, chưa biết đúng hay sai, chưa biết cái người đó ở đâu. Việt Hương lên nói một cái, chia sẻ một cái đoạn như vậy, nó gây ra một cái gọi là một cái phản ứng mà chúng ta nói giống như là mấy cái thằng ba que nó xuyên tạc y chang vậy. Tôi không nói Việt Hương là ba que, nhưng mà vô tình hay cố ý đây để tiếp tay cho những cái kẻ chống phá, nó vịnh vô cái cớ này, nó nói Việt Nam giờ dân đói lắm rồi, bắt được con gì ăn con đó. Các vị thấy có chấp nhận được không? Với một người nghệ sĩ, đúng không? Chúng ta không thể chấp nhận được, trừ khi nào đó là sự thật Việt Hương chia sẻ không ai phản ứng luôn. Nhưng mà đây là tạo ra một cái đất nước Việt Nam bây giờ là bị Covid là đói khổ lắm, đói đến mức độ đó luôn rồi đó. Đó, thì bây giờ mình nói cái vấn đề từ thiện đó thì Việt Hương làm thì tốt, từ thiện thì tốt. Nhưng mà nãy đầu chương trình mình có chia sẻ, bây giờ việc từ thiện nó không còn xuất phát từ cái tâm nữa. Không phải là tất cả, mình không phải nói là tất cả đâu, nhưng mà nhiều người lợi dụng từ thiện, và chúng ta đã thời gian qua đã chứng minh rồi, đánh bóng tên tuổi, trục lợi cá nhân, mưu đồ chính trị, nó có hết. Và cái bức tranh từ thiện thì nó đã làm giảm cái uy tín của những người kêu gọi từ thiện rất là nhiều, bởi vì có nhiều tốt nhưng mà bây giờ người ta nghi ngờ. Và đặc biệt, tôi nói đặc biệt luôn là trong cái giới nghệ sĩ ở Sài Gòn, trừ một số người như anh Lan Hoàng đã nói, như Phương Thanh hay là anh Quyền Linh thì chẳng hạn, thì chưa thấy họ có những cái biểu hiện gì, nói chung là tốt. Đó thì mình nói bây giờ mình nói nè, cái đất nước Việt Nam mình, cái dân tộc Việt Nam mình có từ hơn 4.000 năm rồi, và năm nào cũng có thiên tai, dịch bệnh, đúng không? Và nhân dân Việt Nam đều tự lực để vượt qua tới 4.000 năm này. Chứ 4.000 năm này không có nghệ sĩ đâu. Nghệ sĩ thì chỉ mới xuất hiện đây thôi. So với một cái chiều dài dân tộc thì nó quá ngắn đi, vài chục năm, chính xác vài chục năm. Cho nên mình không có đánh giá thấp cái việc làm từ thiện của nghệ sĩ, nhưng mà đừng có bao giờ nghĩ mình làm được rồi mình đao to búa lớn, mình nghĩ mình là quan trọng, không có mình là dân chết hết. Không chết đâu, nếu chết thì cái dân tộc Việt Nam là tuyệt chủng rồi đó. Và cái thứ hai nữa, cái việc mà làm từ thiện mà lên Facebook thì livestream này kia á, hồi nãy Bùi Tùng có đề cập á, thì mình nghĩ tự nhiên cái vấn đề này mình lại nghĩ đến những cái người chiến sĩ ở tuyến đầu, rồi rất nhiều chiến sĩ, rồi các cái cán bộ, cộng tác viên, rồi tình nguyện viên, họ làm rất là nhiều việc mà không bao giờ họ livestream. Tôi không thấy họ livestream, họ không có khoe khoang họ làm cái gì. Và vừa rồi chúng ta thấy một cái anh phó công an xã Tây Ninh đã hy sinh vì nhiễm Covid. Khi anh ấy chết đi rồi, cộng đồng mạng mới đưa tin, mới chia sẻ thì chúng ta mới biết. Chứ bình thường những cái việc làm âm thầm của họ không ai biết, mặc dù nó rất là cao cả, rất là lớn lao. Đó, chúng ta quay lại 6 tháng trước đi, năm ngoái đi, cái vụ rào trăng rồi rất nhiều vụ khác. Nếu như các cán bộ chiến sĩ đó không nửa đêm nửa hôm phải đi tận vào rừng sâu để kiểm tra các cái đập nước đó, thì họ đâu có hy sinh. Còn lại dân 34, đúng không? Họ hy sinh thì chúng ta mới biết họ đang làm những cái việc vô cùng là cao cả. Đó, họ làm âm thầm, không bao giờ ai biết, thậm chí không ai biết. Và khi họ hy sinh rồi thì chúng ta mới vỡ òa là họ làm quá nhiều việc cho cái đất nước này, cái dân tộc này. Còn mình đem so sánh thì nó khập khiễng, tại vì không thể nào so sánh được với công lao của các cái chiến sĩ đó. Còn một số đây nè, lợi, tôi nói thẳng là có nhiều kẻ lợi dụng làm từ thiện để mưu đồ không trong sáng. Tôi không nói hết nhưng mà chắc chắn là có, và chúng ta đã phanh phui rồi. Không phải mình bịa chuyện để mình nói xấu họ. Đó, cái vấn đề làm từ thiện. Và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề của Trang Khàng, là một cái cựu người mẫu, người đẹp gì đó, thì nói chung là ghê gớm lắm, nghe là đúng là sợ luôn á. Nó nói là Sài Gòn đó là bị cháy quan tài, là cháy quan tài, phải đi vay quan tài từ Bến Tre, từ Tiền Giang, đi vay quan tài, đi mượn quan tài từ Bến Tre, từ Tiền Giang. Rồi nói chung là rồi gì, rồi chuyển tiền làm đi thiêu cho cái người mà chết bị thiêu rồi. Nói chung là nghe nó ghê gớm lắm. Thật sự những cái kẻ mà đội lốt từ thiện này không hiểu là họ có ý đồ gì khi họ phát ngôn lên cái mạng xã hội đó, và nó tác động ghê gớm, tác động tiêu cực đến cái tâm lý người dân, cả đến cái vấn đề mà phòng chống dịch của nhà nước. Bởi vì những cái thông tin này nó hoàn toàn bất lợi, hoàn toàn bất lợi. Sài Gòn làm gì cái chuyện cháy quan tài, bởi vì chúng ta đã phân tích rồi, ai mất vì Covid đó, nhà nước đều lo từ A đến Z. Quân đội là tổ chức gọi là lễ truy điệu, rồi có hỏa thiêu này kia, xong cho cốt rồi đưa về thân nhân gia đình thờ cúng. Họ làm từ A đến Z rồi, thì ai cần đến cái quan tài mà cháy với không cháy. Nhưng mà lên mạng nói như vậy là Sài Gòn cháy quan tài rồi, không thể chấp nhận được. Và những cái hành vi này tôi đánh giá là nó nguy hiểm còn hơn là những cái hành vi mà chống người thi hành công vụ. Bởi vì sao? Họ chống người thi hành công vụ là có một thôi, cái tác động nó không có nhiều, xấu tới cái xã hội không nhiều. Nhưng mà những cái phát ngôn như vậy nè, nó tác động xấu đến xã hội rất lớn. Cho nên cái việc mà chúng ta thiết kỷ, nếu mà chúng ta sửa được luật, phải bỏ tù những cái kẻ giống vậy, phải bỏ tù mới xứng đáng. Cá nhân tôi nhìn nhận là phải bỏ tù mới xứng đáng. Bởi vì họ là cái người có tiếng nói, mà họ nói một cách gọi là không chính xác, ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng, đến xã hội. và không thể cân đo đong đếm được. Cho nên là cái việc mà những cái người mà gọi là nghệ sĩ này thật sự họ không biết là cái mục đích thì phía sau nó như thế nào, nhưng mà trước mắt thì những cái phát ngôn như vậy thì không thể chấp nhận, dùng cái từ là không thể chấp nhận được. Và nói cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh mà một ngày chết khoảng 100-200 người, mà nói cháy hòm, cháy quan tài, thì không biết ở bên Mỹ bây giờ họ xài tới cái quan tài bìa cách tông rồi cả. Mà không thấy họ kêu gào, không thấy diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ của Mỹ họ lên Facebook, lên YouTube họ kêu gào. Một ngày bình thường nếu mà giao thông thuận tiện đi nóng bằng công nghiệp tự động không thể nào mà thiếu được. Chỉ chẳng qua người ta không tiêu thụ được thì người ta không sản xuất đại trà thôi. Vì cái việc đó không thể nào mà sản xuất đại trà tích chứ còn bây giờ mà thiếu bảo nó hút một cái toàn CNC rồi là máy tự động, họ làm ra một cái quan tài nhanh không có, chưa có đến mức mà thiếu được.